Shop Việt Trường Radio xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video Shop Việt Trường Radio, và đây là video đầu tiên của năm 2023. Và đầu video này em xin kính chúc quý vị và các bạn có một năm mới thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn đạt được những gì mình mong muốn trong năm mới, năm 2023. Và quay trở lại với video ngày hôm nay, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, Việt Trường Radio đặc biệt sau những ngày nghỉ Tết dương lịch, shop xin hân hạnh giới thiệu tới quý vị và bạn chiếc âm ly. Chiếc âm ly để giới thiệu tới quý vị và các bạn ngày hôm nay, chiếc âm ly Acouphe E305V. Đây là phiên bản nâng cấp của chiếc âm ly Acouphe E305, và nó là phiên bản đầu tiên có sử dụng điều khiển từ xa của thương hiệu Acouphe, ra đời vào năm 1991, và nó đánh dấu một gọi là một bước ngoặt đáng kể cho thương hiệu Acouphe. Nó tạo dựng những viên gạch đầu tiên cho cái thương hiệu số 1 về audio của Nhật Bản. Chiếc âm ly này có điều khiển từ xa, được thiết kế theo hướng hiện đại và rất phù hợp, cũng như nó mang cái thiên hướng phát triển hiện đại hơn. Tuy nhiên nó vẫn giữ được những cái nét classic cổ điển để quý vị và bạn cũng như người chơi có thể sử dụng, đó là nó vẫn sử dụng hai hồi gỗ piano có thể kết hợp ở những không gian hiện đại lẫn những không gian cổ điển, thì chiếc âm ly Acouphe E305V đều có thể đáp ứng cho quý vị và các bạn. Chiếc âm ly này cho công suất ra loa ở 8 ohm là 130W cộng 130W trên một vế, và ở 4 ohm nó cho công suất lên tới 180W cộng 180W. Công suất rất là tốt ở cái phân khúc CD của Acouphe E305V, thì có thể nói ở mức giá đó thì Acouphe E305V là một cái đối thủ mà gần như sẽ không có sự cạnh tranh. Nó luôn là một chiếc âm ly rất là hot trên thị trường hàng bãi, cũng như các anh em audiophile luôn công nhận Acouphe E305V là một chiếc âm ly có phần âm sắc cực kỳ hay để quý vị và bạn trải nghiệm. Chiếc âm ly này thì có trọng lượng là 22,7 kg, với kích thước bề ngang tính cả hồi gỗ là 47,5 cm, chiều cao là 17 cm và chiều sâu là 41,8 cm. Chiếc âm ly này quý vị và bạn có thể sử dụng để phối ghép được hai cặp loa, và nó cho chất lượng âm thanh như em đã giới thiệu thì nó được xếp vào top những chiếc âm ly rất đáng chơi, rất đáng sưu tầm. Và ngày hôm nay em đặc biệt giới thiệu tới quý vị và bạn chiếc âm ly Acouphe E305V rất là đẹp, mà mức giá rất là ổn áp luôn, để giới thiệu tới quý vị và bạn hơn 50 triệu đồng quý vị và bạn sẽ sở hữu chiếc âm ly Acouphe E305V điều khiển zin đi kèm theo máy để sử dụng rất là tiện lợi. Và chiếc máy này đặc biệt đang còn rất đẹp để quý vị và bạn có thể chơi cũng như sưu tầm Acouphe E305V. Và rất nhiều anh em đã nhắn tin hay liên hệ với em, thì ngày hôm nay em đã có hàng để giới thiệu tới quý vị và bạn chiếc âm ly này. Em sẽ quay chi tiết để em cùng quan sát chiếc âm ly đó. Về bề mặt em, nó sử dụng mặt phay nhôm nguyên khối vàng chanh, rất là đẹp, rất là sáng luôn. Đó, mặt không tì vết, rất đẹp. Đó, chúng ta vẫn sử dụng cái cửa sổ Ben giống y hệt cái dòng Cherry 305, và tất cả các lựa chọn như ra loa hoặc là các chế độ low note, điều chỉnh mono sector hay là chế độ điều chỉnh bass chép ba lăng thì có đầy đủ ở phía dưới này để quý vị và bạn lựa chọn, và phía trên thì hai vu đồng hồ lớn chính giữa cũng như lựa chọn input selector và volume control ở bên này. Và tất nhiên rồi, chúng ta có điều khiển zin đó thì chúng ta sẽ lựa chọn được input selector ở đây và điều chỉnh volume ở đây, rất là tiện lợi cho quý vị và bạn sử dụng. Đó, chiếc điều khiển đi kèm theo máy và tất nhiên made in Japan, sản xuất tại Nhật Bản rồi. Đó, đây em sẽ quay hai hồi gỗ để anh em cùng quan sát. Hồi gỗ piano rất là bóng đẹp. Đó, âm ly Acouphe
E305V. Và phía sau thì anh em có thể quan sát hình thức phía sau của chiếc âm ly này. Đó. Acufe sử dụng nguồn điện 100V với công suất tiêu thụ sẽ là 310W. Và như em đã giới thiệu, nó sẽ chơi được hai cặp loa A và B. Và quý vị và bạn, ngoài những đường kết nối RCA phía trên, quý vị và bạn có thể kết nối bằng hai đường ba lăng là CD ba lăng và live ba lăng ở phía dưới, rất tiện lợi cho quý vị và các bạn chơi cũng như trải nghiệm. Thì sản phẩm Acufe E305V đang có sẵn hàng tại Vietjet Audio, và mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn phối ghép miễn phí cũng như giao lưu các sản phẩm audio, xin mời quý vị và các bạn liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tấm biển, hoặc có thể trực tiếp qua shop tại Hà Nội. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.